Phản ứng của MC Thảo Vân khi con trai dự đoán thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn điểm 5. Gia Bảo, con trai của nghệ sĩ nhân dân Công Lý và MC Thảo Vân vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia Bảo hay được gọi với tên thân mật ở nhà là Tít, là con trai chung của nghệ sĩ nhân dân Công Lý và MC Thảo Vân. Sinh năm 2005 nên Gia Bảo vừa trải qua kỳ thi tốt trung học phổ thông quan trọng. Là một người mẹ, mắt ca Thảo Vân không giấu nổi cảm xúc lo lắng, thấp thỏm khi con bước vào kỳ thi. Trên trang cá nhân, nữ MC vừa có những chia sẻ thú vị về kỳ thi của con trai. Đăng ảnh của con trai, Thảo Vân viết, chân dung thanh niên 2005 vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với dự báo là chắc toàn 5. Đi thi không cho mẹ đưa đi, thi xong thấy mấy cuộc gọi lỡ của mẹ thì bảo sao mẹ gọi nhiều thế, con đã thi xong đâu, thi xong con gọi ngay cho mẹ mà. Mẹ nói mẹ sốt ruột vì kỳ thi quan trọng thì anh ấy bảo quan trọng với con mà, đây là kỳ thi của con, chứ mẹ thì sao lại quan trọng gì, mẹ có thi đâu. Thật thế à? Con trai Thảo Vân là chàng trai sống rất tình cảm và thương yêu bố mẹ. Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi trước phản ứng của Thảo Vân. Dù được con dự đoán là bài thi không tốt, nhưng nữ MC vẫn rất thoải mái, chia sẻ cùng con. Đáng chú ý, Ngọc Hà, bà xã hiện tại của nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng để lại dòng bình luận. Bố ngày nào cũng điện thoại hỏi, con thi thế nào, thương lắm chị ơi. Đáp lại lời chia sẻ này, MC Thảo Vân cũng tiết lộ đã thông báo kết quả với chồng cũ. Quả chị cũng nói với anh rồi, yên tâm thôi, kiểu gì cũng năm, cô dí dỏm. Con trai Thảo Vân, Công Lý hiện đã trưởng thành và chững chạc. Theo MC Thảo Vân, con trai cô đang lựa chọn giữa hai chuyên ngành luật hoặc truyền thông. Cậu thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố nhưng không có ý định theo đuổi con đường diễn xuất. Đầu năm nay, cậu còn khoe thành tích đạt 7.5 IELTS khi mới 17 tuổi khiến cả MC Thảo Vân và NDST Công Lý đều tự hào. Từ khi trở thành mẹ đơn thân, mắt ca Thảo Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh, cuộc sống cá nhân của con trai lên trang cá nhân. Cô hay tâm sự những câu chuyện nhỏ mà hai mẹ con đã trải qua ở nhà, ở trường. Từ đó, cách giáo dục con cái của nữ mắc ca được tiết lộ, làm khán giả cảm thấy vô cùng nể phục. Theo chia sẻ từ nữ mắc ca, cô luôn đặt sự tôn trọng con cái lên hàng đầu khi dạy dỗ, luôn lắng nghe để hiểu rõ tính cách của con mà đưa ra cách dạy phù hợp. Có những thời điểm Gia Bảo đạt thành tích không tốt, MC Thảo Vân chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ khuyên bảo con. Gia Bảo cũng được nhận xét là chàng trai sống rất tình cảm và thương yêu bố mẹ. Cậu thường có những hành động, cử chỉ tinh tế để thể hiện sự quan tâm lớn đến MC Thảo Vân. Dù không sống cùng bố nhưng cậu vẫn sống rất tình cảm. Gia Bảo còn giữ mối quan hệ thân thiết với Ngọc Hà, người vợ hiện tại của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Khoảng thời gian bố bị bệnh nặng, cậu cũng thường chạy qua nhà bố Công Lý để chăm sóc và động viên tinh thần.